Đây là một phiếu bảo trì các tài sản dân dụng trong nhà, bao gồm 8 loại tài sản như thế này, từ TV, máy giặt, tủ lạnh. Mỗi gói bảo trì này có thời hạn 1 năm và có giá 300.000 đồng. Theo cam kết, nếu bất cứ vật gì trong danh mục này bị hỏng hóc, chỉ cần gọi điện đến đường dây nóng sẽ được sửa miễn phí tại nhà 24/24 giờ. Thậm chí theo cam kết, đồ nào không sửa được, công ty sẽ hỗ trợ 50% giá trị sản phẩm để mua đồ mới. Hấp dẫn thế, nên bà Nga đã bỏ ra 300.000 đồng để mua phiếu dịch vụ này từ một người quen. Tuy nhiên, bà Nga không hề được sửa đồ hỏng như quảng cáo. Vô tuyến này hỏng, không xem được mà tôi nhấc máy lên tôi gọi bao nhiêu lần mà bên tổng đài là 1900 9414. Rất khát không có người trực và nghe điện thoại. Người mua phiếu không biết đã đành. Ngay cả những người đi bán cũng không hề ngờ rằng đó là những tờ phiếu không có giá trị. Người bán thì người ta vứt giả, người ta bắt đền tiền, còn bồi thường thì em ý. Bán cho mấy người thì người ta hỏi, thì không gọi điện thì không có ai trả lời. Người ta bảo tôi là lừa đảo. Dịch vụ không có, nhưng hàng nghìn người vẫn xuống tiền để mua cuốn sổ có tên bảo trì tài sản dân dụng này. Theo các luật sư, thì bản chất những phiếu bảo trì này chỉ là công cụ mà công ty huy động vốn của người dân. Đây là một cái hoạt động huy động vốn trá hình. Tại vì công ty Ước Mơ Việt đã ban hành ra rất nhiều những cái phiếu bảo trì, phiếu bảo hành đối với sản phẩm dân dụng, nhưng mà họ lại không tập trung vào tất cả những cái hoạt động bảo hành bảo trì của mình. Mục đích của họ là gì? Càng nhiều người tham gia thì họ sẽ thu được nhiều tiền. Càng nhiều người tham gia, càng thu được nhiều tiền. Giới thiệu người mới sẽ được hưởng hoa hồng lên đến 20% giá trị gói đầu tư. Các đại lý cũng sẽ được giảm 1/3 trên giá gốc mua sản phẩm dịch vụ, cộng thêm 7% tiền quản lý hàng tháng. Các luật sư cho rằng đây là những dấu hiệu của hoạt động đa cấp biến tướng. Họ sẽ sử dụng một sản phẩm dịch vụ mà không có thật hoặc không thể cung cấp được để bán ra với một tên gọi và các hợp đồng giấy tờ khác nhau. Nhưng tựu chung lại là kể cả người mua và người bán đều đang chỉ hướng đến cái mục đích là phát triển hệ thống nhanh nhất và thu lợi nhanh nhất. Và tựu chung lại thì công ty này đang sử dụng một hình thức, tức là gì? Lấy cái tiền của người vào sau, giả tiền cho người vào trước. Theo thông tin mà nhóm phóng viên có được, sau khi thu hút hàng trăm tỷ đồng từ hơn 3.000 đơn hàng, thì công ty cổ phần quốc tế Ước Mơ Việt đã tạm dừng hoạt động. Hiện đã có hàng chục người là nạn nhân của vụ việc cũng đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng cung cấp thông tin, kiến nghị làm rõ hành vi của công ty.